Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop nhá. Giới thiệu với các bác một số cái phụ kiện nhỏ dành cho bơm cao áp, dành cho van. Một số phụ kiện tuy nhỏ thôi nhưng mà rất là cần thiết nhá. Tôi làm một clip này nhanh thôi, cũng có clip chi tiết hơn rồi, nhưng clip này tôi giới thiệu nhanh cho các bác thôi. Đầu tiên đó là cái ti bơm cao áp này thì là các bác phải lưu ý kỹ cho tôi là chỉ có một cái ti hoàn chỉnh này thôi. Một cái ti hoàn chỉnh này, không có thêm sim. Tại vì không có sim nhé, không nhập được thêm sim, chỉ có một ti hoàn chỉnh này thôi. Gen của nó là gen trong và là gen 4 ni. Các bác phải lưu ý kỹ cái đũa bơm của các bác phải gen 4 ni mới dùng được ti này. Còn cái gen đặc biệt hơn thì sẽ không có nhé. Đấy, đó là đầu tiên là cái ti bơm. Tiếp theo nó là liên quan đến cái bơm. Thì nó là con ốc xả bơm. Ốc xả bơm này, ốc xả áp bơm này. Đấy, các bác nhìn đây này, các bác sẽ thấy này. Các bác đang cần món này thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại trên màn hình. Nhá, ốc xả bơm này. Con này là con cối của ốc xả nhá, cối ốc xả thì có nghĩa là các bác mà hỏng con này thì các bác mua luôn con này, còn không hỏng thì các bác không mua, các mua một con ngoài thôi. Đấy. Khi các bác mua con ốc xả này thì chỉ có ốc xả này không. Khi các bác mua con cối này thì các bác sẽ thêm được thêm một cái lông đen nhựa nhá, thêm lông đen nhựa. Đấy. Thì còn khi mua ti bơm thì chỉ có ti bơm không thôi. Để tôi giới thiệu luôn những cái gì đi theo cho các bác để các bác nắm được. Gói mút lọc ẩm to. Gói bơm mút lọc ẩm to. Bơm mút lọc ẩm nhỏ, các bác mua tôi sẽ đóng vào gói cho các bác. Dầu bôi trơn, dầu silicon. Đấy, dầu silicon. Gói phụ kiện sim ốc dành cho bơm tay. Điển hình đây là cái bơm FB cải tiến nhá. Bơm FB cải tiến. Đó, đấy. Các loại van nạp chân 8 và van nạp chân 10. Để van nạp chân 8 đây. Các bác mua van nạp chân 8 này các bác sẽ được thêm một cái lông đen nhựa 8 ni, một cái sim chun xanh ở phía trong để cho các bác dự phòng. Đấy nhá. Đấy, van nạp chân 8. Van nạp chân 10 cũng vậy, cũng được thêm một cái sim xanh ở phía trong và một cái lông đen nhựa. Đây, lông đen nhựa 10 ni theo van nạp chân 10. Dây bơm lọc ẩm to. Đấy, dây bơm lọc ẩm to này, dây bơm đã hoàn chỉnh cả đầu bơm, cả lọc ẩm, cả dây, và chỉ việc xoáy vào bơm là dùng. Dây bơm lọc ẩm nhỏ đây. Dây bơm không, trường hợp các bác có đủ lọc ẩm rồi cần dây bơm không cũng cung cấp luôn cho các bác nhé. Và đầu bơm ở cái phía ngoài cùng này, cái phía đầu mà để bắt vào van nạp này thì gọi là cái đầu bơm các bác nhé. Đấy, gọi là đầu bơm. Đấy, bắt van nạp này gọi là đầu bơm này. Thì đối với đầu bơm thì các bác mua thì các bác vui lòng phân biệt kỹ cho tôi là các bác cần đầu bơm gen ngoài hay đầu bơm gen trong. Đây là đầu bơm gen ngoài này. Đấy. Và đây là đầu bơm gen trong. Các bác sẽ quan sát kỹ nhé. Thì đâu là đầu bơm gen ngoài, đâu là đầu bơm gen trong. Thì tôi ví dụ, nếu mà các bác mua về xoáy vào cái đầu ẩm nhỏ này này, xoáy vào đầu ẩm nhỏ này, thì các bác sẽ phải mua đầu bơm gen ngoài. Đấy, tôi tháo lên cho các bác xem. Đây. Các bác phải mua đầu bơm gen ngoài thì các bác mới dùng được. Tại vì trên cái đầu ẩm này, trên đầu ẩm của mình nó có gen trong rồi. Thì các bác mua đầu bơm gen ngoài. Đấy là đối với các bác dùng đầu ẩm nhỏ nhé. Đấy, dùng nhỏ như này. Thì các bác mua đầu bơm thì bảo bán cho tôi đầu bơm gen ngoài. Nhưng nhiều trường hợp là các bác nói không rõ ràng. Các bác lại bảo là bơm gen trong. Đấy, rất là mất thời gian tư vấn mà gửi hàng này bị nhầm lẫn. Tương tự như cái lọc ẩm to này. Thì cái đầu bơm này, đầu bơm xoáy trực tiếp vào đầu ẩm. Xoáy trực tiếp vào đầu ẩm. Thì cũng là đầu bơm gen ngoài. Đầu bơm gen ngoài. Thế còn trường hợp khi mà cái lọc ẩm này của các bác nó có sẵn một con ốc chờ ra, có hai đầu, một đầu xoáy vào đầu ẩm, một đầu nó thò ra gen ngoài như này rồi. Một đầu nó thò ra gen ngoài này rồi ấy, thì các bác phải mua đầu bơm gen trong thì mới xoáy vào đây được. Nhá, đây. Thì các bác phân biệt kỹ cho tôi khi nào các bác cần đầu bơm gen ngoài hay đầu bơm gen trong để tránh những tình trạng nhầm lẫn nhá. Và các bác xem video là các bác biết. Nên nhiều khi là tôi vẫn rất là vất vả tư vấn 5 phút đồng hồ mà không phân biệt được đâu là đầu bơm gen ngoài, đâu là đầu bơm gen trong. Và không phân biệt được rằng là mình cần cái gen ngoài hay cần cái gen trong. Đấy, các bác xem quan sát kỹ giúp tôi, cần gen ngoài hay cần gen trong thì nói rõ ràng với shop để tránh nhầm lẫn. Tiếp theo là những cái mẫu đồng hồ đo áp. Đồng hồ đo áp thì nói luôn với các bác ấy, là nhiều khi các bác nói là bán ra cái đồng hồ đo áp hay là bán ra đồng hồ đo bình, thì nói tóm lại đồng hồ đo áp ấy là đồng hồ đo áp suất, áp lực, thì mình gọi là đồng hồ đo áp hết.
Thế còn đồng hồ mà đo cái áp bình ấy là đo áp ở trong bình. Thế còn đồng hồ đo áp xả ấy là đo cái áp xả và cái áp mình đặt rồi ấy, đo điều áp ấy. Thì các bác nói rõ là đồng hồ đo điều áp hay đồng hồ đo áp bình. Thì nó sẽ phân biệt cho các bác là chân 8 và chân 10. Đối với màu đen, hàng cờ đế két xịn, có chiếc cờ đế két này ấy, thì có cả chân 8, có cả chân 10 cho các bác. Nhưng mà chỉ có hai thông số thôi. Đó, thông số 30 MPa hoặc là thông số 40 MPa thôi. Đấy, thì có nghĩa là sẽ có 30 MPa chân 8, 30 MPa chân 10, 40 MPa chân 8, 40 MPa chân 10.